Thưa quý vị và các bạn, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là vùng đất nổi tiếng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền với làn điệu báo dung, những bộ trang phục được thêu một cách cầu kỳ, cảnh quan thiên nhiên hữu tình thơ mộng. Với những tiềm năng sẵn có, huyện Nguyên Bình xác định xây dựng xóm Hoài Khao trở thành làng du lịch cộng đồng. Đây là chương trình trọng tâm của địa phương trong năm 2020 và sẽ công bố làng du lịch cộng đồng trong tháng 10 năm 2020, hứa hẹn tiềm năng du lịch trong quần thể khu du lịch sinh thái Phèo Ác Phè Đén của huyện Nguyên Bình. Cách thị trấn Nguyên Bình chừng 20 km, xóm Hoài Khao nằm nép mình dưới một thung lũng nhỏ trong quần thể khu du lịch sinh thái Phèo Ác Phè Đén. Xóm hiện có 35 hộ dân tộc Dao thuộc nhóm Dao Tiền, với bản sắc văn hóa đặc sắc được gìn giữ khá nguyên vẹn từ kiến trúc nhà ở, nghề dệt truyền thống. Có thể thấy, với lối sống gần gũi với thiên nhiên, ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường và sự thân thiện của người dân đối với du khách đến tham quan đã giúp Hoài Khao trở thành điểm hẹn của rất nhiều du khách. Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao sẽ chính thức mở cửa hoạt động từ tháng 10 năm 2020. Chắc chắn nơi đây sẽ mở ra một hướng đi mới, vừa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, vừa gìn giữ, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Tiền, từ đó góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững từ du lịch. Ấn tượng ban đầu đối với du khách khi đến với Hoài Khao sẽ là những nếp nhà nếp mình bên sườn núi. Nhà của đồng bào Dao Tiền ở Hoài Khao được lợp bằng ngói âm dương, tạo nên vẻ đẹp vừa giàu bản sắc dân tộc, vừa mang nét hoài cổ thơ mộng. Ngoài những nếp nhà, mỗi gia đình ở Hoài Khao còn có một kho chứa thóc làm bằng gỗ để tách biệt với nhà chính. Những kho chứa thóc cũng là nét riêng độc đáo mà chỉ có ở Hoài Khao, xã Quang Thành. Điều đặc biệt là tất cả phụ nữ ở Hoài Khao đều thành thạo kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải để làm ra những bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy của người phụ nữ Dao Tiền. Ở Hoài Khao, các bé gái từ 10 đến 12 tuổi đã được các mẹ, các bà dạy thêu các hoa văn đặc trưng trên trang phục và dần dần thế hệ trẻ sẽ được học các kỹ thuật thêu in hoa văn bằng sáp ong. Điểm khác biệt nữa tạo nên sức hút của du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao chính là những tổ ong khoái ở hai hang động quanh xóm. Người dân ở xóm Hoài Khao có tục cấm phá tổ ong lấy mật nên mật hang động có hàng trăm đàn ong bay về làm tổ. Những tổ ong khoái to như tấm chiếu với hàng triệu con ong bám vào tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ hiếm thấy. Mùa xuân ong khoái về làm tổ, lập thu lại bay đi. Khi bay đi, những con ong khoái để lại vỏ sáp là nguyên liệu để những người phụ nữ nơi đây đun nấu thành sáp ong sử dụng in trên vải, tạo nên những hoa văn độc đáo trên bộ trang phục truyền thống. Đối với người Dao Tiền thì hang ong không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống sinh hoạt mà còn là nơi linh thiêng tâm linh, nơi những đàn ong khoái hàng năm luôn trở về làm tổ như một minh chứng cho mảnh đất Hoài Khao là mảnh đất lành với những con người giản dị luôn đoàn kết giúp nhau trong mọi hoàn cảnh, sống hòa hợp với thiên nhiên và biết trân trọng những điều tự nhiên đã ban tặng. Người dân luôn giữ nét văn hóa của dân tộc. Hàng ngày chúng tôi luôn mặc bộ trang phục dân tộc. Nhà nào, người nào cũng có bộ dân tộc, được thêu thủ công. Các cháu gái tầm 10 đến 11 tuổi tập thêu, thêu viền, rồi dần dần thành mảnh áo. Đến Hoài Khao vào những mùa khác nhau, du khách đều có những trải nghiệm khó quên với mảnh đất giàu bản sắc này. Mùa hè đến Hoài Khao, du khách được cảm nhận không khí trong lành của miền Sơn Cước, phóng tầm mắt cùng cánh đồng lúa xanh mượt. Mùa thu, Hoài Khao khoác lên mình diện mạo rực rỡ với thung lũng lúa vàng nặng trĩu bông. Thời điểm này, du khách sẽ được chứng kiến lễ cúng ong khoái trở về của đồng bào Dao Tiền nơi đây. Tại Hoài Khao, du khách cũng được nhâm nhi chén rượu gạo thơm nồng cùng những món ăn chứa đựng cả hương đất, hương trời nơi đây. Cảm nhận được tình cảm nồng ấm của người dân miền Sơn Cước, nhất là khi được cùng họ quây quần bên bếp lửa, cùng nghe họ kể về cuộc sống, phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền. Đến Hoài Khao, bạn còn được nghe làn điệu báo dung của những cô gái Dao Tiền.
Những câu hát được cất lên nhẹ nhàng, du dương, văng vẳng vang xa như chính nhịp sống bình yên, thơ mộng nơi đây. Đối với đồng bào dân tộc Dao Tiền ở Hoài Khao, hát Báo Dung có mặt trong lao động sản xuất, từ nhu cầu đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng. Báo Dung được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Dao Tiền ở Hoài Khao. Ngoài việc đắm chìm trong làn điệu Báo Dung, hơn 20 ngôi nhà gỗ của người Dao chạy dọc dưới chân dãy núi Lũng Cam và Phèo Oắc Trùng Điệp. Những mái nhà nhấp nhô được lợp bằng ngói âm dương tạo nên vẻ đẹp hoài cổ, dung dị nhưng lại trường tồn và bền bỉ theo thời gian. Dưới chân núi, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trải dài theo sườn đồi thơ mộng. Đến gần mỗi ngôi nhà, luôn có một kho chứa thóc làm bằng gỗ được dựng tách biệt với nhà chính, tạo nên nét riêng độc đáo chỉ có Hoài Khao. Với những giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc và hầu như vẫn còn được giữ nguyên vẹn, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành đã được Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình chọn làm điểm du lịch cộng đồng, vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn văn hóa cổ của người Dao Tiền. Huyện Nguyên Bình đã đầu tư trên 18 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục đầu tư về đường giao thông, xây dựng các mô hình về phát triển nông nghiệp, tạo cảnh quan và công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, vệ sinh nơi công cộng, gắn các biển báo, biển chỉ dẫn tham quan du lịch. Xưa thì là bà con thì cũng chưa biết là cái kế hoạch là du lịch là phát triển như thế nào, thì bà con bây giờ đang vì cái lúng túng vì chưa biết là làm cái gì là hợp về cái hình ảnh là của làng du lịch. Cái đấy thì bà con rất là khó về cái phần này. Còn về cái kế hoạch của huyện là đưa về cái nội dung cho bà con là thay đổi là ngói âm dương này, kể cả là di rời chuồng trại này và là trang trí nhà cửa này. Tôi là cũng đêm hôm họp xóm là cũng là vận động bà con là cứ là làm theo cái ý định của huyện và đưa cái những chương trình nào, nội dung nào bà con phải là cần làm thì bà con đấy thì bà con rất là đồng tình ủng hộ. Với đặc thù là 100% người dân tộc Dao Tiền, đường xá đi lại khó khăn, người dân chưa hiểu rõ về du lịch cộng đồng cũng như những việc cần làm để triển khai xây dựng. Những ngày đầu khi mới bắt tay vào thực hiện, khó khăn chồng chất. Các cơ quan, đoàn thể huyện, Ủy ban Nhân dân xã, bà con nhân dân xóm Hoài Khao đã tổ chức họp thống nhất các nội dung cần thực hiện, khảo sát thực tế, hướng dẫn và cho các hộ ký cam kết thời gian thực hiện các nội dung như xây dựng nhà vệ sinh, di rời chuồng trại, làm kho thóc, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên sân vườn. Với chức năng nhiệm vụ của mình thì là luôn tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ nhất là tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và tự giải phóng mặt bằng. Còn về thứ hai nữa là về tuyên truyền vận động nhân dân di rời chuồng trại cũng như là gia súc gia cầm xa nhà ở là 32 trên 32 hộ. Và nhân dân cũng đã thực hiện chương trình di rời nhà ở tại xóm. Hiện tại thì cũng đã di rời chuồng trại. Thời gian tiếp theo thì nhân dân tiếp tục hưởng ứng về chương trình xây dựng làng du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao và cũng mong muốn là các cấp ủy đảng chính quyền, các cấp cũng tiếp tục quan tâm và ủng hộ nhân dân xóm Hoài Khao để trong thời gian tới là công bố làng du lịch trong tháng 10 sắp tới. Trong các buổi họp xóm, Ban Công tác Mặt trận xóm đã tuyên truyền giải thích cho người dân, chỉ ra những lợi ích bà con sẽ được hưởng từ chương trình này. Bí thư trưởng xóm, trưởng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong xóm đã tiên phong gương mẫu thực hiện trước. Tôi với lại cùng trưởng xóm phối hợp với các ban ngành trong tổ khối là luôn luôn tuyên truyền về bà con nhân dân ở trong xóm thực hiện tốt những quy ước, hương ước của thôn là hiện tại là có chương trình du lịch cộng đồng tới xóm của tôi đã luôn tuyên truyền cho nhân dân đã đồng tình ủng hộ giúp xóm là thành một cái du lịch cộng đồng, mong muốn làm sao là du lịch cộng đồng Khánh Thành là tiếp thu được du khách mà đến tham quan là tạo một công việc thuận lợi cho bà con nhân dân, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.
cùng với các cấp chính quyền, người dân Hoài Khao luôn đoàn kết, đồng tình, góp công góp sức để xây dựng bản làng của mình ngày càng đẹp hơn. Người dân trong xóm sẵn sàng hiến đất 2.000 m2 trên 300 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực xóm. Hộ gia đình anh Chu Minh Đức là một trong những hộ tiên phong trong xây dựng mô hình homestay. Gia đình anh được cấp ủy chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để được học tập, tham quan các điểm du lịch cộng đồng. Các hộ homestay trong và ngoài tỉnh được tập huấn nâng cao kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ, làm du lịch cộng đồng. Và gia đình tôi cũng đã chuẩn bị được một cơ sở, ví dụ như là bàn ghế này, chăn chiếu này, chăn màn, chăn ga gỗ điện nữa. Và tới này còn làm thêm một cái gian bếp ra nữa. Và tới này còn lại thay lại ngõ, chỉnh trang lại nhà cửa. Có khách du lịch vào, có nhu cầu thì gia đình tôi cũng sẵn sàng phục vụ được. Khách du lịch vào đây sẽ được trải nghiệm về phong tục tập quán ở trong vùng này. Và có thể được tham gia các tiết mục văn nghệ do nhân dân xóm ở trong này thể hiện này. Và có thể tìm hiểu về lễ cấp sắc của người Dao. Hiện tại thì gia đình tôi cũng đã nhận thức được về vấn đề phát triển homestay. Thì bây giờ mọi thành viên trong gia đình cũng ra nhận thức được về vấn đề phục vụ khách này. Nếu mà khách có nhu cầu, hơn nữa có thể đưa khách đi tham quan những cái điểm mà ở trong này. Cùng với đó, huyện Nguyên Bình chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phát triển các làn điệu dân ca, sưu tầm các mẫu vật để hướng dẫn các hộ dân thêu, đan lát, sản xuất các đồ lưu niệm. Việc chọn Hoài Khao để xây dựng thí điểm mô hình làng du lịch cộng đồng là một bước đột phá của huyện. Huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng tại 23 nhánh đường ngõ xóm dài 1.104 m, hỗ trợ kinh phí để một số hộ dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, nhà tắm gọn gàng, sạch sẽ để thu hút phục vụ khách nghỉ lại qua đêm, vận động người dân di rời chuồng trại gia súc ra khỏi khu dân cư, góp sức giữ gìn vệ sinh môi trường, hiến đất để xây dựng các công trình đảm bảo tiêu chí một làng du lịch cộng đồng. Vận động các hộ dân duy trì và phát triển nghề in hoa sáp ong, thêu, dệt thổ cẩm, nghề chạm khắc bạc nhằm cung ứng sản phẩm lưu niệm. Xác định xây dựng và lưu giữ bảo tồn văn hóa đối với đồng bào Dao Tiền xóm Hoài Khao. Về các hạng mục của đầu tư xây dựng thì huyện tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng của đường xã, nước, đường nội đồng và chỉnh trang lại nhà cửa và xây dựng các hạng mục bãi đỗ xe vân vân để giúp cho xóm có cái bộ mặt khang trang và đảm bảo vệ sinh môi trường. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến xã, xóm, sự đồng lòng của người dân, Hoài Khao hôm nay đã có nhiều thay đổi. Mỗi người dân nhận thức rõ hơn về phát triển du lịch thì sẽ đồng lòng chung tay xây dựng làng du lịch cộng đồng để Hoài Khao trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách bốn phương trong hành trình trải nghiệm quần thể khu du lịch Phía Wắc, Phía Đén, huyện Nguyên Bình.